cũng không suy nghĩ các pháp vô tướng. Như vậy, phạm trí này do sức thắng giải đối với tất cả pháp không chấp không xả, không đắc không chứng. Bấy giờ, phạm trí tự tin hiểu cho đến Niết Bàn cũng không chấp trước, lấy chân pháp tánh làm định lượng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa của Đại Bồ Tát này, đối với sắc thọ tưởng hành thức chẳng nhiếp thọ, tuy đối với các pháp không bị nhiếp thọ, nếu chưa viên mãn 10 lực Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt và 18 pháp Phật bất cộng, thì nhất định không ở nửa chừng mà nhập Niết Bàn. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa của các Đại Bồ Tát như vậy, tuy không chấp trước mà vẫn thành tựu các sự nghiệp thù thắng. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quan sát như vậy: Bát Nhã Ba La Mật Đa là gì? Vì sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy làm được việc gì? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quan sát như vậy: nếu pháp vô sở hữu bất khả đắc thì đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa trong vô sở hữu, gạn hỏi cái gì? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nào đối với việc như vậy khi quan sát kỹ, tâm không đắm trước, cũng không thối lui, không kinh sợ, thì đó là không lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: nếu sắc lìa tự tánh sắc, thọ tưởng hành thức lìa tự tánh thọ tưởng hành thức, Bát Nhã Ba La Mật Đa lìa tự tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí nhất thiết trí lìa tự tánh trí nhất thiết trí, thì do duyên gì để biết các Đại Bồ Tát không lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa? Thiện Hiện đáp: đúng vậy, này Xá Lợi Tử, các sắc lìa tự tánh sắc, thọ tưởng hành thức lìa tự tánh thọ tưởng hành thức, Bát Nhã Ba La Mật Đa lìa tự tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí nhất thiết trí lìa tự tánh trí nhất thiết trí, tự tướng Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng lìa tự tướng, tự tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng lìa tự tánh, tướng cũng lìa tự tánh cũng lìa tướng cũng lìa tướng, tự tánh cũng lìa tự tánh, năng tướng cũng lìa sở tướng cũng lìa năng tướng cũng lìa năng tướng cũng lìa sở tướng. Đại Bồ Tát nào có thể như thật biết được nghĩa như thế, thì thường không xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Đại Bồ Tát nào theo đây tu học thì có mau được thành tựu trí nhất thiết trí không? Thiện Hiện đáp: đúng vậy, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào theo đây tu học thì sẽ mau thành tựu trí nhất thiết trí. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì Đại Bồ Tát này biết tất cả pháp không sanh diệt. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy thì sẽ tiến gần trí nhất thiết trí. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát nào hành sắc là hành tướng, hoặc hành sắc tướng là hành tướng, hoặc hành sắc tướng vô tướng là hành tướng, hoặc hành sắc sanh là hành tướng, hoặc hành sắc diệt là hành tướng, hoặc hành sắc hoại là hành tướng, hoặc hành sắc không là hành tướng, nếu bảo ta có thể hành là hành tướng, hoặc nói ta là Bồ Tát có sở hành là hành tướng, hoặc nói ta là Bồ Tát có thể đắc là hành tướng, nếu hành thọ tưởng hành thức là hành tướng, hoặc hành thọ tưởng hành thức tướng là hành tướng, hoặc hành thọ tưởng hành thức tướng vô tướng là hành tướng, hoặc hành thọ tưởng hành thức sanh là hành tướng, hoặc hành thọ tưởng hành thức diệt là hành tướng, hoặc hành thọ tưởng hành thức hoại là hành tướng, hoặc hành thọ tưởng hành thức không là hành tướng, nếu nói ta có thể hành là hành tướng, hoặc nói ta là Bồ Tát nên có sở hành là hành tướng, hoặc nói ta là Bồ Tát nên có sở đắc là hành tướng. Nếu suy nghĩ ta có thể hành như vậy là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng là hành tướng, nên biết Bồ Tát này không có phương tiện thiện xảo, tuy có thực hành nhưng chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: các Đại Bồ Tát phải hành thế nào mới gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Thiện Hiện đáp: các Đại Bồ Tát nào không hành sắc, không hành sắc tướng, không hành sắc tướng vô tướng, không hành sắc sanh, không hành sắc diệt, không hành sắc hoại, không hành sắc không, thì đó là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các Đại Bồ Tát nào chẳng hành thọ tưởng hành thức, không hành thọ tưởng hành thức tướng, không hành thọ tưởng hành thức tướng vô tướng, không hành thọ tưởng hành thức sanh, không hành thọ tưởng hành thức diệt, không hành thọ tưởng hành thức hoại, không hành thọ tưởng hành thức không, thì
đó là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát nào không chấp hành, không chấp chẳng hành, không chấp cũng hành cũng chẳng hành, không chấp chẳng phải hành, chẳng phải chẳng hành, thì đó là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tất cả pháp đều không thể chấp thủ, không thể tùy hành, không thể nắm giữ, xa lìa tánh tướng. Đó gọi là các Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp, không chấp thủ định, rộng lớn, không ngăn ngại, vô cùng tận. Dù cho tất cả thanh văn độc giác cũng không bì kịp. Đại Bồ Tát nào an trụ trong định này thì sẽ mau chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cụ thọ thiện hiện nhờ thần lực của Phật nên bảo Đại Đức Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào an trụ trong định này thì ở đời quá khứ hiện tại sẽ được Như Lai ứng chánh đẳng giác thọ ký. Các Đại Bồ Tát này tuy trụ trong định nhưng không thấy có định, cũng không chấp danh tự của định, cũng chẳng nghĩ ta ở trong định này đã, đang, sẽ thật sự nhập định, cũng chẳng nghĩ chỉ có ta mới có thể nhập định này, chẳng phải những người khác có thể tư duy phân biệt được như thế. Nhờ oai lực của định này nên tất cả đều không phát sanh. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, Đại Bồ Tát nào nhờ trụ định này ở đời quá khứ hiện tại được chư Phật Thế Tôn thọ ký, thì Đại Bồ Tát này có thể chỉ rõ định như vậy được không? Thiện hiện đáp, này Xá Lợi Tử, không được. Vì sao? Vì thiện nam tử này đối với định này sẽ không hiểu không tưởng. Xá Lợi Tử hỏi, cụ thọ, nói các thiện nam tử kia đối với định này sẽ không hiểu không tưởng sao? Thiện hiện đáp, nhất định là các thiện nam tử kia đối với định như vậy không hiểu không tưởng. Vì sao? Vì các định như vậy đều vô sở hữu, nên thiện nam tử kia đối với định như vậy không hiểu không tưởng. Các định như vậy đối với tất cả pháp cũng không hiểu không tưởng. Vì sao? Vì tất cả pháp đều vô sở hữu. Khi đó Thế Tôn khen thiện hiện, hay thay, đúng như lời ông nói. Vì vậy ta nói ông là bậc thứ nhất trụ định vô chánh, ông nhờ thần lực của Như Lai gia bị nên nói được lời này. Như vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát muốn học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên học như vậy. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát nào học như vậy mới gọi là học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa một cách chân chánh. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nào có thể đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa học được như vậy thì có gọi là học một cách chân chánh không? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào có thể đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa học được như vậy thì gọi là học một cách chân chánh, vì đem vô sở đắc làm phương tiện. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nào có thể học như vậy thì có đem vô sở đắc làm phương tiện không? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào khi học như vậy thì đối với tất cả pháp đem vô sở đắc làm phương tiện. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, khi học như vậy các Đại Bồ Tát chẳng học với pháp nào. Phật dạy, này Xá Lợi Tử, khi học như vậy các Đại Bồ Tát chẳng học với pháp nào. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, như kẻ phàm phu ngu muội chấp chẳng phải có tất cả pháp như vậy. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu vậy thì các pháp làm sao có được? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, như vô sở hữu nhưng lại sở hữu, nếu đối với pháp vô sở hữu như vậy chẳng rõ thấu được thì gọi là vô minh. Kẻ phàm phu ngu muội đối với tất cả pháp tánh vô sở hữu, bị thế lực vô minh tham ái tăng thượng, phân biệt chấp trước hai bên đoạn và thường, vì vậy không biết không thấy các pháp tánh vô sở hữu nên phân biệt các pháp, do phân biệt nên mới sanh chấp trước, do chấp trước nên phân biệt các pháp tánh vô sở hữu, do đó đối với pháp không thấy không biết, vì đối với các pháp không thấy không biết nên phân biệt có đời quá khứ hiện tại vị lai, do phân biệt nên đắm trước danh sắc, vì đắm trước danh sắc nên phân biệt chấp trước pháp vô sở hữu, vì phân biệt chấp trước pháp vô sở hữu nên đối với đạo như thật không biết không thấy, không thể ra khỏi ba cõi sanh tử, không tin pháp chân thật, không hiểu thật tế, vì vậy nên đọa trong số phàm phu, do đó chúng Đại Bồ Tát đối với pháp tánh tướng đều không chấp trước.
Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, khi học như thế, các đại Bồ Tát học trí nhất thiết trí không? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, khi học như thế, các đại Bồ Tát cũng không cầu học trí nhất thiết trí. Nhưng khi học như vậy, các đại Bồ Tát dù không đạt sở học, nhưng vẫn gọi là học trí nhất thiết trí một cách chân chánh. Nếu được tiến gần trí nhất thiết trí, mau được thành tựu trí nhất thiết trí. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, giả sử có người nào đến hỏi như vậy, nếu các người huyễn hóa có tu học thì họ có thể tiến đến trí nhất thiết trí và mau thành tựu trí nhất thiết trí không? Khi con bị hỏi như vậy phải đáp thế nào? Phật dạy: Này thiện hiện, ta hỏi lại ông, tùy ý ông đáp. Ý ông thế nào, huyễn hóa cùng với sắc có khác nhau không? Huyễn hóa